Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, ông bà ta thường nói rằng thuận vợ, thuận chồng, tát biển đồng cũng cạn. Vậy nên, hai người nếu đến được với nhau và cùng nhau xây dựng một gia đình ấm êm, hạnh phúc thì không thể thiếu được sự hòa hợp từ cả đôi bên. Theo các chuyên gia về tử vi tướng số thì việc xác định hai người có phù hợp để kết hôn hay không thì phải phụ thuộc nhiều vào yếu tố khác nhau. Nhưng về cơ bản thì dựa vào hệ thống nhất thì có thể xác định được tới 90% về sự hòa hợp của hai vợ chồng trong suốt hành trình trăm năm này. Một số cặp đôi con giáp từ khi sinh ra đã được trời định sẵn là xung khắc mọi bề, nếu lấy nhau về thì làm gì cũng đổ vỡ. Tìm kiếm được như núi rồi cũng bị cuốn trôi hết, như cuối cùng lại hoàn tay trắng. Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong khi Tý hay suy tính thiệt hơn thì Ngọ lại rất hào phóng. Tuổi Tý thì thường coi trọng tiền bạc hơn chuyện tình cảm, hôn nhân, gia đình. Trong khi đó thì tuổi Ngọ lại hoàn toàn trái ngược. Tuổi Tý thì thường hay suy tính thiệt hơn, rất nhạy cảm trong mọi việc. Nhưng tuổi Ngọ lại rất hào phóng, sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không cần hồi đáp. Do đó, hai con giáp này lấy nhau sẽ rất khó để hòa hợp. Điểm chung của hai con giáp tuổi Tý và tuổi Ngọ là đều thích giao lưu, thích bay nhảy, rất hóm hỉnh và năng động. Điểm khác biệt giữa hai con giáp này đó là nếu như người tuổi Ngọ có nhu cầu sống độc lập, thì con giáp tuổi Tý lại là người chú trọng đến tình bạn và sống rất tình cảm. Nếu hai con giáp này bắt đầu mối quan hệ tình cảm, người tuổi Ngọ đôi khi sẽ cảm thấy bế tắc và chật chội trong không gian và luôn muốn tìm hiểu kiểm soát của người tuổi Tý. Nói cách khác thì con giáp tuổi Tý khao khát nhận được sự quan tâm, cách mà đối phương thể hiện tình yêu của mình. Người tuổi Tý có thể làm mọi thứ để nuôi dưỡng cuộc tình này. Vì thế, nếu yêu con giáp tuổi Ngọ thì tuổi Tý có thể sẽ không được mãn nguyện vì tuổi Ngọ không toàn tâm toàn ý cho tình cảm. Theo các chuyên gia phong thủy thì hai con giáp tuổi Tý và Ngọ thuộc tứ hành xung, xung khắc với nhau. Tuy nhiên, nếu hai con giáp này cùng phải lòng nhau thì có thể có một tình yêu sét đánh. Thời gian có thể là một tháng để cả hai cùng đồng cảm với tình yêu này. Xét về lâu dài thì tình yêu của hai con giáp tuổi Tý và Ngọ dễ bị phai nhạt, dù là trong cuộc sống họ vẫn thấy đối phương thú vị và đặc biệt là trong tính cách. Không chỉ vậy, những người tuổi Ngọ thì thường thích bay nhảy, ưa sự dịch chuyển, nhưng tuổi Tý thì lại có tính thích kiểm soát đối phương. Bên cạnh đó, cả hai con giáp này đều khá là cố chấp, cái tôi cá nhân cao. Do đó mà nếu cứ khăng khăng đến với nhau, không sớm thì muộn, cả hai sẽ nảy sinh mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung. Từ đó khiến cho hôn nhân trở thành nấm mồ của tình yêu. Việc hôn nhân là việc hệ trọng cả cuộc đời, là sự nhường nhịn nhu mì, chấp nhận từ nhiều phía. Nên nếu vẫn yêu nhau và quyết định lấy nhau thì phải cùng nhau thay đổi mới có được kết thúc viên mãn. Để may mắn thuận lợi hơn trong tình duyên, không có cãi vã xung đột giữa hai bên, các chuyên gia phong thủy khuyên tuổi Tý và Ngọ nên mang bên mình vật phẩm Minh Quang Pháp Bảo, Nữ Mệnh và Nam Mệnh. Minh Quang Pháp Bảo là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tuổi Sửu và tuổi Mùi. Sửu và Mùi là một trong những cặp con giáp xung khắc nhau. Theo tử vi của 12 con giáp thì mối quan hệ giữa Sửu và Mùi có rất nhiều điểm cần phải bàn, vì đây là hai con giáp dường như là đối lập nhau. Mâu thuẫn giữa hai hành tinh này bắt nguồn từ bản chất hoàn toàn khác nhau. Trong khi tuổi Mùi mơ mộng và có phần hơi lập dị thì tuổi Sửu lại hết sức thực tế và nhạy cảm. Bởi vậy mà họ luôn tìm thấy những điểm khó chịu ở nhau. Người tuổi Dê thì cho rằng chính sự bảo thủ và thực tế của tuổi Châu khiến cho người cầm tinh con Châu thì hạn chế khả năng của chính họ. Còn tuổi Châu thì thấy tuổi Dê sống quá là thiên về cảm xúc, ướt át đến mức khó chịu. Nếu bạn là bạn bè hay là người yêu thì hai con giáp này đều khó hòa hợp. Trong những buổi hẹn hò đầu tiên, tuổi Mùi đã gây sự chú ý bằng vẻ nũng nịu, mà trong mắt tuổi Sửu thì điều đó thật khó coi. Ngược lại, tuổi Sửu thể hiện sự nghiêm túc sâu sắc hơn so với tuổi. Chính bởi nét tương phản này mà người cầm tinh con Dê cảm thấy tuổi Châu chẳng có chút sáng tạo nào, lúc nào cũng đặt cho mình những quy tắc.
còn tuổi dê thì luôn bất thời bình thường trong mắt tuổi trâu. Trong khi mùi luôn mộng mơ hơi lập dị, thường có tính ỷ lại dựa dẫm vào người khác, thì Sửu lại hết sức thực tế chăm chỉ làm việc, liên tục phấn đấu để vươn lên và đặt khá nặng vấn đề về tiền bạc. Do đó mà hai con giáp này luôn tìm thấy những điểm khó chịu của nhau. Chẳng hạn như tuổi Mùi cho rằng chính sự bảo thủ và thực tế của Sửu đã hạn chế khả năng của họ. Trong khi đó thì những người tuổi Sửu lại thấy Mùi sống quá là thiên về cảm xúc, ướt át đến mức khó chịu. Khi yêu nhau, ban đầu hai con giáp này có thể rút hút, nhưng về lâu dài, mối quan hệ này sẽ khiến cho cả hai cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy mà cặp đôi này dễ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, cả về quan niệm sống cho lẫn cách thức làm việc và dần dần đường ai nấy đi. Theo các chuyên gia phong thủy thì cặp Sửu, Mùi thường bị bất đồng với nhiều quan điểm sống, dẫn đến chán nản và tình cảm thường không bền lâu. Tuy nhiên thì duyên trời định thì cũng khó có thể nói không yêu là không yêu. Nếu tình cảm vì nhau được mà cố gắng thì vẫn nên cố gắng thay đổi. Với những cặp tuổi Sửu, Mùi, để hạnh phúc và chan hòa trong cuộc sống, hãy mang bên mình vòng tam hợp gỗ huyết long. Tuổi Mùi thì quý anh chị nên mang vòng tam hợp Hợi, Mão, Mùi, còn tuổi Sửu thì mang vòng tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Sử dụng vòng tam hợp để có thể chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, kích thích tình duyên, tránh cho tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tuổi Dần, tuổi Thân, do có tính cách trái ngược nên Dần và Thân là cặp con giáp xung khắc nhau trong hôn nhân. Theo tử vi của 12 con giáp, Hổ và Khỉ khó có thể tìm thấy những điểm chung. Là hai con giáp đối diện nhau trong vòng hoàng đạo, giữa họ thường xuyên có mâu thuẫn. Ban đầu thì khá là cuốn hút nhau bởi cả hai đều hài hước dễ tính. Người tuổi Hổ dũng cảm, gan dạ và khá là ga lăng, khiến cho tuổi Thân rất ngưỡng mộ. Tuy nhiên thì dần dần tuổi Thân ngày càng tỏ rõ sự khoe khoang và thích cạnh tranh với tuổi Dần để được chú ý hoặc tranh giành vị trí dẫn đầu. Còn Dần thì luôn coi mình mới xứng với vị trí chỉ huy, bởi vậy mà trong mắt của Dần, Thân khá là nhỏ mọn và phù phiếm. Dần dần, Hổ thấy chán ngẩm và muốn rời xa người yêu lúc nào, cũng muốn sở hữu và gò bó mình. Cả hai đều chạy theo sở thích riêng của mình. Tuổi Thân muốn mình sống thật thoải mái, còn Dần thì cần tự do, bởi vậy mà hai người này khó gắn kết chặt chẽ với nhau. Những người tuổi Dần và tuổi Thân đều có tính hiếu thắng, thích nổi bật, cái tôi cá nhân cao và đều thích chạy theo sở thích riêng. Tuổi Thân thì muốn sống một cuộc sống thoải mái, trong khi tuổi Dần cần tự do. Do đó mà nếu cặp con giáp xung khắc này lấy nhau, giữa họ sẽ nảy sinh sự đố kỵ, cuộc sống vợ chồng cũng dễ rơi vào tình trạng nhàm chán, cuộc sống gặp nhiều khó khăn do vợ chồng bất đồng quan điểm, đặc biệt là về cách dạy dỗ con cái. Những gia chủ tuổi Thân và Dần từ khi sinh ra đã được đặt vận số không hợp nhau. Tuổi Dần và tuổi Tỵ. Dần và Tỵ là hai con giáp, một tĩnh một động. Dần và Tỵ có điểm chung là đều vô cùng thông minh, giàu trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo cao. Tuy nhiên thì tuổi Dần khẳng khái hào phóng bao nhiêu thì tuổi Tỵ lại cẩn trọng, chấp nhặt và đa nghi bấy nhiêu. Dần và Tỵ khó có thể tìm được những điểm chung làm cơ sở cho một mối quan hệ bền vững. Cả hai con giáp này nếu dễ tính nhưng đều thích làm theo ý mình, đó chính là nguyên nhân tiềm ẩn mâu thuẫn giữa hai tuổi này. Dần dũng cảm, thích tự do, suy nghĩ thoáng và đặc biệt rất thích làm theo ý mình, vốn có năng khiếu lãnh đạo bẩm sinh. Tuổi Dần có năng lực và cơ thể luôn dồi dào năng lượng. So với Dần, Tỵ thì có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng vấn đề là ở chỗ cả hai đều muốn hút người khác và làm theo những điều mình thích. Vì vậy mà dần dần họ rất khó tìm thấy điểm chung. Hai hành tinh này đều là đối tác kinh doanh thì tốt hơn là một cặp đôi yêu nhau. Bởi sẽ có rất nhiều lý do tiềm ẩn để cặp đôi này nảy sinh mâu thuẫn. Rắn có tính sở hữu và rất hay ghen trong tình yêu. Rắn cần một bờ vai để dựa khi mà thấy buồn hoặc thích người yêu mình đưa đi đây đi đó. Không cần biết khi yêu nhau, chuyện tình cảm của cặp đôi này tươi đẹp đến thế nào, nhưng nếu kết hôn thì cuộc sống hôn nhân của họ sẽ vướng mắc vô vàn thị phi. Dù ít hay nhiều, tiền tài tiêu tán,
Càng sống lâu với nhau thì tiền bạc càng kiếm được nhiều, hao hụt càng nhiều. Nguyên nhân là do con giáp này thuộc bộ tứ hành xung và tuổi Dần thì thường khắc chế, kìm hãm những điểm mạnh của tuổi Tỵ. Chính vì thế, quyết định ở bên nhau, tiến đến hôn nhân, các con giáp này đều phải thực sự cùng nhau thay đổi rất nhiều để có thể hòa hợp. Để hỗ trợ tình duyên cho cặp gia chủ này, giúp cho quý anh chị hạnh phúc, suôn sẻ, bình yên trong cuộc sống, thì các bạn nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo chính là vật phẩm trang sức hộ thân, có tác dụng chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, hỗ trợ tình duyên, suôn sẻ cho người sử dụng. Tuổi Mão với tuổi Dậu, nếu hai tuổi này cố chấp lấy nhau, cuộc sống hôn nhân của hai con giáp này sớm muộn cũng nảy sinh bất đồng. Tuổi Mão và tuổi Dậu là một trong những cặp con giáp xung khắc nhau trong hôn nhân do tính cách của hai con giáp này hoàn toàn trái ngược nhau. Mão thường đưa ra các ý kiến chủ quan và gặp khó khăn khi mà giải quyết các vấn đề thực tế. Trong khi tuổi Dậu thì luôn đòi hỏi sự chính xác trong từng công việc mà mình làm. Vì vậy, trong mắt của những người tuổi Dậu, Mão là một người rất đoảng, còn trong mắt Mão thì Dậu thường hay đòi hỏi cao và hay chê bai người khác. Các chuyên gia phong thủy đã từng nhận định tuổi Mão với Dậu thuộc tứ hành xung nên hai tuổi này khắc kỵ nhau. Vì đối lập trong 12 con giáp nên việc xung đột cãi vã là điều khó xảy ra. Tính cách của đôi này cũng vậy, họ luôn nhìn nhau bằng con mắt đánh giá tiêu cực. Trong mắt Dậu thì Mão lại là người ẩu đoảng, còn trong mắt Mão thì Dậu lại là con người kiêu ngạo, luôn đi chê bai người khác. Vì thế mà để cho hai người này đến với nhau hay là làm ăn kinh doanh thì rất khó. Ngoài ra thì tuổi Mão thường có lối sống hưởng thụ, phụ thuộc, không thích đảm trách nhiệm. Nhưng Dậu lại là người khá cầu toàn nên Mão khó lòng mà đáp ứng được tiêu chuẩn do Dậu đề ra. Nếu cố gắng với tới nhau thì về lâu về dài, ắt cặp đôi này sẽ cảm thấy mệt mỏi, nảy sinh mâu thuẫn, khiến cho hôn nhân tan vỡ. Tuổi Thìn và tuổi Tuất, nếu so sánh cùng đôi này thì cả hai cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không thể hòa hợp được. Nếu sánh đôi cùng nhau thì nằm trong bộ tứ con giáp xung khắc nên Thìn và Tuất không nên thành đôi thành cặp. Những người tuổi Thìn thì mạnh mẽ, quyết đoán nhưng khá là gia trưởng, thích thị uy với người khác, không chấp nhận sự nhẹp xem nhẹ và có nhiều mối quan hệ ngoài luồng, đặt sự nghiệp lên trên chuyện gia đình. Tuất là một trong những tuổi có cách ứng xử linh hoạt nhất trong các con giáp và hầu như có thể chơi được với hầu hết các con giáp khác. Nhưng với Thìn thì Tuất phải cố gắng rất nhiều. Sớm hay muộn thì hai con giáp này cũng nảy sinh mâu thuẫn do bản chất khác nhau. Nếu là một cặp đôi yêu nhau thì mối quan hệ của họ khá là căng thẳng, có thể sớm đi đến hồi kết. Thìn nghĩ và thể hiện những điều mình suy nghĩ ngay lập tức, điều này có thể khiến cho Tuất thấy khó chịu bởi Tuất trung thực nhưng không thích to tiếng và không thích phải làm theo lệnh của người khác. Người tuổi Tuất khá nhạy cảm với chuyện tình cảm và thường tận hưởng cảm giác cô đơn để lấy lại cân bằng. Thìn thấy vậy thì ngán ngẩm bởi sự đa cầu đa cảm của Tuất và cho rằng là người ướt át. Còn Tuất thì dễ gần nhưng mà khó tin người khác. Hai con giáp này có thể đặt niềm tin ở nhau nhưng điều đáng nói là họ chẳng nhận ra điều đó. Trước khi đó, những người tuổi Tuất lại sống trung thực, không thích làm theo lệnh của người khác. Tuy không giỏi giao tiếp nhưng biết cách chăm sóc gia đình, rất hay ghen và đa nghi. Cho nên nếu sánh đôi cùng nhau thì cả hai sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, mệt mỏi, khó lòng hòa hợp. Theo tử vi học có nói, những gia chủ xung khắc thì có thể hóa giải bằng cách thay đổi cách hành xử, tính cách để hòa hợp với nhau. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy là những các gia chủ nên mang bên mình vòng tam hợp gỗ huyết long. Vòng tam hợp có tác dụng hỗ trợ làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kết tài lộc tình duyên cho gia chủ. Tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Hợi, Tỵ thuộc tứ hành xung nên hai tuổi này khắc kỵ nhau. Theo cách tính thì hai tuổi này có khá nhiều điểm chung nhưng ta vẫn thấy cần một số điểm cần phải bàn rằng đó là Tỵ luôn sống theo trực giác hơn là theo logic. Còn Hợi thì lại khá nhút nhát và tôn trọng mối quan hệ. Nhưng không ngờ thì nếu có hiểm khích xảy ra thì Hợi lại khá là thâm hiểm.
Tỵ thường nghi ngờ Hợi về sự chung thủy khiến cho Hợi vô cùng mệt mỏi. Trong khi tuổi Hợi là những người thẳng thắn, nhạy cảm, thì Tỵ lại thích đi đường vòng, thường đưa ra ý kiến chủ quan và điều này khiến cho Hợi rất tức tối, khó chịu. Ngoài ra thì tuổi Tỵ còn rất hay ghen tuông mù quáng, cảm thấy bất an trong mối quan hệ tình yêu. Mặc dù tuổi Hợi khi yêu ai thì thường chỉ thủy chung với người đó. Tuy nhiên thì tuổi Hợi thường cất giấu những bí mật cho riêng mình là điều khiến cho Tỵ nghi ngờ, khó chịu và thậm chí là đặt điều cho Hợi. Trong tình yêu, hôn nhân, nếu nghi ngờ lẫn nhau thì chắc chắn mối quan hệ này sẽ không thể kéo dài được bao lâu. Tuổi Hợi và tuổi Thân. Cặp con giáp này xung khắc sẽ kìm hãm lẫn nhau nếu như mà kết hôn. Trong khi Hợi thích chó muối vào chuyện của người khác, dám làm không dám chịu, thì Thân lại khá là nhỏ mọn, hay để bụng những thứ vặt vãnh, cằn nhằn và khá là cứng nhắc bảo thủ. Ngoài ra thì Thân thuộc tuýp người tự lập, luôn tự đứng vững trong xã hội bằng chính khả năng của mình, trong khi tuổi Hợi lại tự quyết, không biết nhường nhịn. Con giáp tuổi Thân và Hợi có nhiều niềm vui khi ở bên nhau, bởi cả hai đều là mẫu người vui vẻ, có suy nghĩ tiến bộ và khá là nhạy cảm. Tuổi Hợi thì thích những đồ ăn ngon, thích tán tỉnh, những việc rất đơn giản như là được ngủ trên một chiếc giường thoải mái hay là được đi tắm hơi cũng dễ làm cho họ cảm thấy vui vẻ. Còn đối với người tuổi Thân thì chơi bời và cầu kỳ hơn, sở thích của tuổi Thân không phải ở nhà mà là đến những bữa tiệc lớn, vui nhộn, nơi họ có thể tự do vui đùa. Trong khi con giáp tuổi Hợi quan niệm gia đình và bạn thân là những thứ quan trọng nhất thì tuổi Thân lại đặt sự vui vẻ lên hàng đầu. Chính vì thế, nếu về chung một nhà, dù Thân có khuyên nhủ như thế nào thì tuổi Hợi vẫn bỏ ngoài tai. Cặp con giáp xung khắc này sẽ kìm hãm lẫn nhau, khiến cho chuyện kinh doanh đi vào ngõ cụt, cuộc sống vợ chồng liên tiếp nảy sinh mâu thuẫn, khiến cho tiền tài ngày càng giảm sút, tình cảm vợ chồng cũng ngày một nguội lạnh. Nhìn chung, nếu hai con giáp này kết hợp trong chuyện hôn nhân thì cũng khá là căng thẳng và khó có được hạnh phúc. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho những gia chủ tuổi Hợi và tuổi Thân đó là nên mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh, tình duyên cho gia chủ. Quý vị và các bạn thân mến, các cặp con giáp xung khắc nếu cố lấy nhau thì sớm muộn gì họ cũng xảy ra mâu thuẫn, cuộc sống vợ chồng không êm ấm, gặp nhiều thị phi. Xem tuổi trước khi kết hôn dường như là việc không thể thiếu đối với nhiều gia đình. Nếu hợp tuổi thì không sao, nhưng nếu không hợp tuổi, các cặp đôi có thể bị chia cắt và gia đình phản đối. Bởi theo tử vi Trung Quốc thì những cặp con giáp xung khắc nếu lấy nhau có thể khiến cho cả đời họ sống trong nghèo khổ, không thể phất lên được, gặp hạn đường con cái và thậm chí là giảm sút tuổi thọ. Nên hãy cân nhắc thật kỹ càng trước khi tiến hành đến các mối quan hệ yêu đương và hôn nhân. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu quý vị có thắc mắc hay là cần hỗ trợ về vấn đề tử vi phong thủy, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi để được tư vấn. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video sau.